Các bạn thân mến, mới đây ngày 5 tháng 4 vừa qua, kênh truyền thông điện tử Việt Nam BFing đã cho đăng tải một bài viết có tiêu đề Sản xuất chip bán dẫn tại Việt Nam so với Đài Loan khiến cho giới đầu tư phải xôn xao. Bởi trong bài viết này thì trang tin Việt Nam BFing đã phân tích và so sánh một cách cụ tỉ về ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn giữa hai nước. Để rồi từ đó đưa ra những lý do hết sức thuyết phục về quyết định di rời kinh đô sản xuất chip bán dẫn của ông lớn Hoa Kỳ. Vậy bạn có biết đó là gì không? Tại sao Mỹ lại muốn rời kinh đô sản xuất chip từ Đài Loan về Việt Nam? Câu trả lời sẽ có trong video clip ngày hôm nay. Trước khi đi mổ xẻ vấn đề một cách chi tiết nhất, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Mỹ lo ngại eo biển Đài Loan bị Trung Quốc thu hồi trong tương lai. Mở đầu bài viết của mình, trang tin Việt Nam BFing đã đi thẳng vào vấn đề và cho hay sở dĩ Hoa Kỳ đang có ý định như thế là vì tình hình căng thẳng đang leo thang tại eo biển Đài Loan. Chuyện này thì ai cũng biết rồi đúng không nè? Suốt nhiều năm qua thì câu chuyện Trung Quốc tranh chấp chủ quyền đảo Đài Loan với phía chính phủ nước này đã làm nên một cục diện hết sức căng thẳng tại đây. Gần đây thì câu chuyện ấy dường như được đẩy lên cao trào khi mà cả hai nước đang có những động thái cho thấy mình sẵn sàng bổ vào đối phương để ăn thua đủ nếu dám động vào ông ấy đấy ạ. Cơ mà với đất rộng người đông và vũ tài khí lực dồi dào không đếm xuể thì chỉ cần Trung Quốc thở ra một phát thôi là Đài Loan sẽ bay ngay. Chẳng qua là anh đại này vẫn còn lo ngại đồng minh của các nước bạn và mấy lời xì xầm bàn tán ngoài kia mà thôi. Nhưng ở đời đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Lỡ một lúc nào đó, tàu khựa manh động bất chấp mọi thứ đánh chiếm cả Đài Loan thì sao? Thì hàng loạt những nhà máy sản xuất chip bán dẫn của Hoa Kỳ tại đây phải toang chứ sao nữa ạ? Lúc đấy thì phải nói là những gì mà Hoa Kỳ đã làm với doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ sẽ được nước này trả đủ chẳng thiếu một xu. Bởi vì bạn nên biết rằng là tàu khựa là một kẻ thù dai và họ luôn đề cao tôn chỉ. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Còn về phía Hoa Kỳ thì họ cũng khẳng định rằng nếu Trung Quốc chiếm lấy Đài Loan vào năm 2025, đúng như dự đoán thì việc đầu tiên mà họ làm sẽ là hủy diệt tất cả các nhà máy sản xuất chip ở đây. Bởi vì người Mỹ thà chịu lỗ nặng chứ nhất quyết không để mất công nghệ quan trọng như là mạng sống của mình vào tay Trung Quốc được. Vậy nên, chuyện các doanh nghiệp sản xuất chip bán dẫn ở Đài Loan muốn rời kinh đô sang Việt Nam cũng là điều dễ hiểu thôi đúng không nào? Chứ kiểu mà ngu ngu ngơ ngơ không biết thời cuộc để mà tẩu vi thượng sách thì châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Người lãnh đủ cũng chỉ là họ mà thôi đúng không nè? Nhưng mà ngoài lý do kể trên ra thì Mỹ còn có rất nhiều lý do khác để di rời hàng loạt những nhà máy sản xuất chip bán dẫn từ Đài Loan về Việt Nam. Nào hãy cùng mình đi phân tích tiếp nhé! Mỹ muốn giảm sự tập trung quá mức vào một nơi duy nhất để tránh rủi ro cao. Cũng theo trang Việt Nam BFing cho hay, Đài Loan hiện đang là quốc gia đứng đầu thế giới về sản lượng, sản xuất chip bán dẫn. Theo đó, tổng doanh thu của ngành công nghiệp này tại Đài Loan vào năm 2021 đã đạt với con số siêu to khổng lồ là 145,7 tỷ đô la Mỹ. Nó chiếm đến 15% tổng GDP của đảo quốc bé tị tì ti này. Còn về phía Hoa Kỳ thì Đài Loan hiện được ví như là một nguồn cung quan trọng các loại chip bán dẫn cho ngành công nghiệp nước này hoạt động. Vậy nếu như phía Đài Loan có biến và họ không thể cung cấp được linh phụ kiện cho Hoa Kỳ sản xuất thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đầu tiên là toàn bộ hệ thống dây chuyền sản xuất liên quan đến chip bán dẫn của Mỹ đều sẽ bị ngưng hoạt động vì thiếu nguyên liệu. Kế đến là các nhà máy sản xuất sẽ bị lỗ nặng khi mà quá trình sản xuất bị gián đoạn kéo dài mà họ vẫn phải chi ra hàng ti tỷ thứ chi phí khác nhau. Cuối cùng là có hàng ngàn công nhân tại Hoa Kỳ sẽ bị thất nghiệp, khiến cho kinh tế, xã hội bị xáo trộn và chính phủ Mỹ sẽ phải mệt bở hơi tai để giải quyết mớ hỗn độn này. Chính vì mà việc Hoa Kỳ di rời các nhà máy sản xuất chip từ Đài Loan sang Việt Nam chính là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro khi mà bỏ mọi thứ vào cùng một giỏ. Nếu Đài Loan có bất chắc gì xảy ra thì Việt Nam cũng có thể cung cấp đầy đủ nguồn nguyên liệu cho Hoa Kỳ sản xuất mà họ không cần phải lăn tăn điều gì. Không biết là bạn nghĩ thế nào chứ riêng mình ấy thì thấy là Hoa Kỳ quả là có tầm nhìn xa trông rộng nên mới giàu sụ thế kia. Nhưng mà thôi tạm gác chuyện đó qua một bên nhá, mình sẽ đưa bạn đi khám phá tiếp lý do thứ ba nè. Bạn đừng vội chuyển kênh nhá. Tiếp tục đưa ra lý do hết sức thuyết phục về chuyện Hoa Kỳ rời kinh đô sản xuất chip về Việt Nam, trang tin Việt Nam BFing cho biết Việt Nam hiện là một đối thủ đáng gờm của Đài Loan và chúng ta chính là một lựa chọn thay thế đầy hứa hẹn cho các dự án sản xuất chip sắp tới của Mỹ. Lý do là vì người Việt đang đẩy mạnh đầu tư vào cơ sở hạ tầng để phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn phát triển mạnh mẽ.
Cụ thể hơn là Việt Nam chúng ta đang cho mở rộng đường xá để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình vận chuyển nguồn nguyên liệu và sản phẩm đến các quốc gia khác trong ngoài khu vực. Thêm vào đó, Việt Nam còn mạnh tay rót tiền xây dựng các nhà máy sản xuất quy mô khủng để phục vụ hậu cần. Nổi bật trong số đó chính là nhà máy Samsung Electronics đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi đã và đang cho ra đời vô số những chip bộ nhớ và màn hình máy tính nét căng đét khiến ai nấy cũng đều phải trầm trồ khen ngợi ạ. Ngoài ra thì Việt Nam chúng ta còn có lợi thế lớn về nguồn lao động trình độ cao, được đẩy mạnh đào tạo suốt thời gian qua. Hiện có đến 40% sinh viên tốt nghiệp cao đẳng và đại học được đào tạo chuyên ngành khoa học kỹ thuật để phục vụ cho các ngành công nghiệp chủ lực như là sản xuất chip bán dẫn. À mà chưa hết đâu nè, chúng ta còn rất biết cách thu hút nhân tài từ khắp nơi trên thế giới để nâng cao đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ và tay nghề chuyên môn tốt về phục vụ cho Việt Nam. Tuy nhiên nếu so với Đài Loan về mấy khoản đấy ấy, thì chúng ta vẫn kém họ một bậc. Nhưng mà anh bạn này đừng vội vui mừng quá sớm nhá, bởi vì hiện tại chi phí chi trả cho lao động Đài Loan cao gấp mấy lần Việt Nam. Thế nên nếu xét về khoản ấy ấy, thì có kẻ điên mới chọn xứ Đài để mà tăng cường sản xuất đấy ạ. Bạn có nghĩ như thế không ạ? Comment cho mình biết về nhá. Còn bây giờ thì next tiếp lý do thứ tư thôi nào. Việt Nam thu hút đầu tư mạnh mẽ để mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu. Một điểm nhấn quan trọng khác mà trang Việt Nam Beerfring đã đưa ra rất đáng để các nhà sản xuất chip bán dẫn của Mỹ cân nhắc chính là Việt Nam đang có những tiến bộ đáng kể trong việc xây dựng chuỗi cung ứng nội địa. Thí dụ như là chuyện chính phủ ta đang tích cực thu hút đầu tư cho ngành sản xuất chip bán dẫn trong nước bằng hàng loạt chính sách ưu đãi thuế phí hấp dẫn chưa từng có. Mặc dù không thể so sánh với Đài Loan về khoản ấy, nhưng chúng ta cũng gây được sự chú ý lớn khi mà mạnh tay miễn giảm thuế đất cho các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất trong nước và thành lập rất nhiều quỹ nghiên cứu khác nhau để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp nước nhà. Song song đó, Việt Nam còn cung cấp vốn và hỗ trợ công nghệ free cho 100% cho hàng loạt những công ty đến khởi nghiệp ở quốc gia mình. Chính những nỗ lực không ngừng nghỉ đó đã giúp cho Việt Nam thu hút được rất nhiều nhà đầu tư rót vốn vào thị trường nội địa. Kết hợp với các doanh nghiệp sản xuất chip quy mô hàng đầu cả nước như là Viettel và FPT, chúng ta đã và đang xây dựng thành công chuỗi cung ứng nguyên liệu cho ngành công nghiệp nổ trong tương lai. Nhưng mà sau tất cả thì vẫn còn có một lý do nữa khiến các nhà sản xuất chip của Mỹ muốn rời đô về Việt Nam. Vậy đó là gì? Bạn sẽ biết ngay sau đây. Việt Nam nằm tại trung tâm Đông Nam Á, giúp người Mỹ dễ tiếp cận thị trường lớn nhỏ. Căn cứ vào vị trí địa lý của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á, có thể nói, chúng ta nằm ở vị trí trung tâm vùng chứ không phải là chuyện đùa đâu. Và ngay cả điều này cũng không thể lọt qua khỏi con mắt cú vọ của các trang tin uy tín. Vì vậy, trong bài viết được đăng tải của mình, Việt Nam Beerfring đã nói rõ lợi thế mà chúng ta và khẳng định rằng vị trí chiến lược của Việt Nam chính là địa điểm lý tưởng để các nhà sản xuất chip Hoa Kỳ xây dựng nhà máy quy mô khủng. Cụ thể hơn là, từ Việt Nam các nhà máy sẽ dễ dàng tiếp cận được với nguồn nguyên liệu sản xuất và cũng rất dễ phân phối sản phẩm ra thị trường bên ngoài với chi phí rẻ như cho luôn. Nhất là khi mà chúng ta đang cho mở rộng đường xá và hệ thống sân bay theo hướng hiện đại hóa để hàng hóa được lưu thông vận chuyển nhanh chóng nhất. Còn trong khi đó, việc tiếp cận chuỗi cung ứng của các nhà sản xuất tại Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Đài Loan thì lại cần chi phí quá đắt đỏ. Vậy theo bạn thì bạn sẽ chọn ai? Tất nhiên là Việt Nam rồi đúng không nào? Việt Nam có toang không khi Samsung rời bỏ chúng ta? Các bạn thân mến, mấy ngày nay gần đây trên TikTok, Facebook và rất nhiều trang mạng xã hội khác đang rầm rộ chia sẻ câu chuyện Samsung sắp chia tay với Việt Nam để về với Ấn Độ. Thậm chí từ khóa Samsung rời bỏ Việt Nam còn lọt top tìm kiếm trên TikTok Việt Nam và rất nhiều công cụ tìm kiếm khác chứ không phải là chuyện chơi. Theo đó, có rất nhiều TikToker, Facebooker và thậm chí là YouTuber cho rằng chuyện Samsung rời bỏ Việt Nam sẽ rất nhanh chóng thôi. Ông lớn này quyết cắt đứt với chúng ta là vì Việt Nam đang quá thân thiết với Trung Quốc và Nga thay vì các quốc gia tư bản phương Tây khác, khiến ông ý phải nóng máu, sôi gan. Phen này Samsung quyết làm cho Việt Nam phải lảo đảo, lao đao mới đã cái nừ. Vậy sự thật có đúng như thế không? Có phải là Samsung rời bỏ Việt Nam vì lý do củ chuối như trên không? Chúng ta có thực sự toang khi mà Samsung rời đô về Ấn Độ hay không? Đây sẽ là vấn đề chính mà mình muốn các bạn hãy cùng phân tích trong video clip sau đây. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên ấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn tiếp theo nhé. Việt Nam hốt bạc khi Samsung rời đi nhưng để lại gói đầu tư chục tỷ đô la. Không vòng vo thêm nữa, mình sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Thật ra thì chuyện Samsung muốn rời đô về Ấn Độ đã được lên kế hoạch khá kỹ lưỡng từ trước.
Biểu hiện rõ ràng nhất đó là anh đại này đã cho cắt giảm sản lượng sản xuất điện thoại tại Việt Nam từ nửa năm trước. Thay vào đó, họ muốn đa dạng hóa các nhà cung cấp linh kiện điện tử và thiết bị lắp ráp điện thoại tại khắp nơi trên thế giới. Lý do là vì Samsung đã từng phải nhận cái kết đắng không tưởng khi bỏ trứng vào một giỏ duy nhất là Việt Nam. Đó là thời điểm vào tháng 4, tháng 5 năm 2021 khi đại dịch Covid bùng phát tại Bắc Ninh, Bắc Giang khiến cho hàng loạt nhà máy của Samsung phải ngừng hoạt động trong thời gian kéo dài. Nó vô tình làm cho dây chuyền sản xuất của tập đoàn bị trì trệ, dẫn đến thiệt hại lớn vô cùng. Chính vì thế mà Samsung cho rằng đã đến lúc mình cần phải xây dựng hệ thống nhà máy ở nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. Điều này sẽ giúp cho tập đoàn tránh được các rủi ro không mong muốn trước sự biến động khôn lường của thị trường toàn cầu. Nhưng ngoài ra thì chuyện Samsung cắt giảm sản lượng sản xuất điện thoại và thiết bị viễn thông tại Việt Nam còn có lý do khác mà ít ai biết. Đó chính là các đơn đặt hàng mà anh đại nhận được từ Apple đang bị suy giảm chóng mặt trước xu thế suy thoái kinh tế trên toàn cầu. Hơn nữa, họ còn phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của hàng loạt đối thủ đáng gờm như là Foxconn, BOE, Luxshare. Những cái tên mới nổi đang tăng cường mở rộng hàng loạt nhà máy sản xuất tại Việt Nam. Bị bao vây tứ phía như thế thì thứ gì chịu nổi? Nó bắt buộc Samsung phải có những điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Họ bắt buộc phải cắt giảm nhân sự và giảm thiểu hoạt động sản xuất của các nhà máy tại Việt Nam. Đây là một hướng đi hết sức bình thường mang tính cạnh tranh lành mạnh của doanh nghiệp quốc tế, chứ chả có gì lạ kỳ ở đây. Đổi lại thì bố già sẽ chi mạnh tay cho các mảng điện máy, bán dẫn, chế tạo chip và R&D tại nước ta. Thậm chí Samsung còn mạnh mồm cam kết rằng họ sẽ chi tiền khủng cho các hoạt động sản xuất và phân phối các ngành hàng nêu trên. Nói là làm, vào cuối năm 2022 vừa rồi, Samsung đã cho hoàn công trung tâm R&D khủng nhất châu Á ngay tại Việt Nam. Tính đến thời điểm khánh thành, siêu dự án này đã ngốn của tập đoàn đến 300 triệu đô la, chứ không phải chỉ là vài ba bạc lẻ. Trong tương lai không xa, nơi đây sẽ trở thành bãi đáp lý tưởng cho các kỹ sư có trình độ cao muốn bay sang Việt Nam làm việc. Cơ mà nói cái này các bạn mới hú hồn này. Đại diện của Samsung cho biết thêm, tập đoàn đã phê duyệt bảng kế hoạch tăng cường đầu tư vào Việt Nam với tổng nguồn vốn lên tới 22 tỷ đô la đến cuối năm nay. Úi dồi ôi, chúng ta sắp phát tài tới nơi rồi các bạn ơi, chứ toàn cái nỗi gì. Lo mà may túi ba gang mang đi mà đựng vàng thì có, chứ ở đó mà chết đói nhân răng à? Đúng là các bác TikToker chỉ lo bò trắng răng. Nhưng mà ngoài lý do trên ra thì còn rất nhiều lý do khác khiến cho mình khẳng định rằng Việt Nam chúng ta không bao giờ toang, kể cả khi Samsung rút đi. Chi tiết như sau. Thu nhập trung bình tại Việt Nam đang tăng lên chóng mặt giúp cho người dân chẳng lo đói ăn. Các bạn biết không, cách đây hơn chục năm, Việt Nam và Thái Lan đã được Samsung đặt tên bàn cân để cân nhắc về việc lựa chọn bên nào sẽ có lợi hơn. Và sau tất cả, Việt Nam chúng ta đã đánh bật Thái Lan nhờ chi phí nhân công rẻ chỉ bằng 1/3 đối thủ của mình. Nhưng mà thời thế đã đổi khác, Việt Nam chúng ta chẳng còn nghèo sơ, nghèo xác giống như trước đây. Thống kê cho thấy rằng thu nhập GDP đầu người tại nước ta hiện đã tăng gần gấp 5 lần so với thời điểm hơn 10 năm trước. Trong khi đó, thu nhập bình quân của Ấn Độ hiện tại chỉ bằng 2/3 so với Việt Nam chúng ta. Và đây là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng và cũng rất đáng tự hào mà nước nhà đã đạt được suốt thời gian qua. Vậy nên, chuyện Samsung muốn dịch chuyển nhà máy của mình về Ấn Độ để tối ưu hóa chi phí sản xuất là chuyện hết sức bình thường và chẳng có gì đáng phải bàn cãi. Chỉ có mấy kẻ điên muốn quăng tiền qua cửa sổ mới ngoan cố bám lấy Việt Nam, trong khi rõ ràng Ấn Độ có giá nhân công rẻ quá trời quá đất luôn. Còn chuyện ai đó bảo Samsung rời bỏ Việt Nam là vì chúng ta thân thiết với Nga, Trung hơn là Âu Mỹ. Thì sẵn đây mình cũng nói luôn, nếu nói về khả năng làm thân với hai anh đại này, chúng ta phải gọi Ấn Độ là sư tổ. Bởi vì anh bạn này không ngừng lấy lòng mấy ông lớn bằng hàng loạt những hợp tác mang tính chiến lược ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Có thời điểm Ấn Độ bợ đít họ đến mức mà phương Tây còn phải chỉ thẳng mặt mà cảnh cáo rằng Bắc Ấn sẽ phải trả giá đắt nếu tiếp tục quá gần gũi với hai kẻ thù lớn của Hoa Kỳ đó đà. Ấy thế mà, Ấn Độ cũng có biết sợ xem là gì đâu. Họ vẫn tích cực xuất hàng, nhập hàng với hai đối tác lớn của mình. Đã vậy còn thăm nom nhau các kiểu khiến cho châu Âu tức đến mức trào máu ra. Vậy nên mới nói chuyện là Việt Nam bị tẩy chay chỉ vì Nga, Trung hoàn toàn là tin vịt. Đối với các tập đoàn tư nhân thì lợi ích, lợi nhuận mới là thứ được đặt lên hàng đầu. Ngoài ra thì mình cũng còn một vấn đề rất là quan trọng nữa muốn chia sẻ cho các bạn ngay sau đây. Việt Nam sắp phát tài to cùng với mối quan hệ Hàn-Nhật được nâng cấp level trong thời gian tới đây. Có một chuyện mà các bác TikToker quên mất là Việt Nam chúng ta không chỉ là nơi đóng đô của các nhà máy sản xuất Samsung, chúng ta còn là nơi được chọn mặt gửi vàng bởi hàng loạt tập đoàn lớn khác như Hyundai và LG của Hàn Quốc.
Maruyu và Kansai của Nhật Bản cũng rất nhiều cái tên đình đám khác. Chỉ tính riêng LG thôi, ông lớn này đã cho xây dựng hai nhà máy siêu to khổng lồ tại Hưng Yên và Hải Phòng. Tổng số nhân công được LG bố trí tại đây hiện lên đến con số vài chục ngàn người. Và sắp tới thì LG còn có dự định mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam sau khi dịch Covid qua đi. Và điều này mang đến một tương lai đầy hứa hẹn rằng mối quan hệ hợp tác hai chiều giữa Việt Nam, Hàn Quốc và Việt Nam, Nhật Bản sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới. Nó sẽ giúp cho chúng ta thu được nguồn lợi nhuận lớn từ việc cho thuê đất xây dựng, sản xuất kinh doanh, cho thuê mướn nhân công và tận thu các loại thuế phí từ rất nhiều những tập đoàn nổi danh. Vậy thì thử hỏi các bác, Việt Nam chúng ta sẽ toang bằng đường nào khi nhà máy Samsung rút khỏi lãnh thổ? Chúng ta sẽ vỡ trận ra sao khi vẫn còn có rất nhiều đối tác chiến lược khác sẵn sàng chi tiền tấn để được hoạt động tại Việt Nam? Thậm chí là đối với mình thì việc Samsung dịch chuyển đi nơi khác còn là một tín hiệu đáng mừng và là một điều đáng khích lệ đối với Việt Nam chúng ta, bởi vì nó cho thấy rằng mức sống của người dân đang dần được nâng cao, kéo theo đó là chi phí lao động đang gia tăng theo cấp số nhân. Cho nên chẳng có gì đáng sợ khi Samsung say goodbye Việt Nam cả. Chúng ta đã không còn là một quốc gia nhỏ bé, nghèo nàn và cảm thấy sợ hãi khi một doanh nghiệp hầm hố nào đó phải rời đi. Việt Nam nay đã lớn, đã trưởng thành và có thể tự mình gánh vác mọi thứ trên vai. Còn bạn nghĩ sao? Hãy để lại cho mình những comment ở phía dưới phần bình luận nhé!